Đập. Thì ta bắt ngay đây. Anh như thế nào hết đi. Hết. Ăn chưa? Con này đang ăn rồi. Hết kín quá. Chưa ăn đây chưa? Con hôm qua như này ấy. Nhưng phải cầm cẩn thận hôm qua này. Bé hết. Ổn thế sao nào nói rồi. Một tay phần làm vào đây. Tay phần làm đấy. Cần rắn này, cần rắn hổ đây các bạn. Ui, sầm đi. Ui, tí tú. Tí tú. Hôm qua một con mà không bắt được. Con to như này đấy, hôm qua. Cẩn thận thôi, đừng có dính vào cái răng của nó. Đừng có vào gần quá. Nó. Đi. Đi. Nào. To đấy nhỉ. To phết đấy. Nói tôi cứ đi. Con hôm qua cũng như này. Đấy số đề. Ăn yến ở ở sở ở văn đó đấy. Khám hàng nó sở ấy nà, nó làm vứ khẩn nè, vứ khẩn nè tối văn. Vứ khẩn nè. Tối này. Quá, thả này ông vợ.